những tác động tiêu cực từ vụ việc bán trái phép 74,8 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết dường như chưa có lời kết. Trong ngày hôm nay, thì nhóm cổ phiếu họ FLC lại tiếp tục giảm sàn, nhiều nhà đầu tư kẹt cứng không thể bán ra cổ phiếu. Các luật sư cũng cho rằng với tác động tiêu cực này thì các nhà đầu tư có thể tiến hành khởi kiện ông Trịnh Văn Quyết vì đã có những hành động sai trái gây ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu, làm các nhà đầu tư thiệt hại lớn. Ngày 10 tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã thực hiện giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin. Giải thích cho điều này, ông Quyết cho rằng những người giúp việc đã hiểu sai chỉ đạo của ông trước khi lên đường đi công tác ở nước ngoài. Điều này là không hợp lý, bởi vì rằng là với một tổ chức lớn như FLC, không lẽ nào một cá nhân, một tổ chức lại có thể quên được cái việc gửi công văn như vậy. Và nguyên lý, nguyên tắc ra là khi Ủy ban chứng khoán cho phép bán thì chúng ta mới được bán, không phải chúng ta cứ công bố. Có thể là chúng ta sẽ bị chậm trong đường chuyển thư hay chậm trong cái việc là người nhận sẽ nhận được cái bản giải trình đấy trước khi mà chúng ta được phép bán. Vì thế, câu chuyện này là một câu chuyện rất là lớn và câu chuyện nó không có tính minh bạch và rõ ràng. Ngay sau đó, Ủy ban chứng khoán đã hủy toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Quyết, nhưng khoảng những nhà đầu tư mua 60 triệu cổ phiếu của FLC ngày 10 tháng 1 đã chịu những thiệt hại lớn. Ngày 10 tháng 1, giá FLC cao nhất ở mức là 24.100 đồng một cổ phiếu. Sau 3 ngày liên tiếp giảm sàn, hiện FLC đã về mức là 17.300 đồng, giảm khoảng 28%. Tức là nếu đầu tư 1 tỷ đồng vào FLC sẽ lỗ ngay 280 triệu sau 3 ngày. Và đà suy giảm này chủ yếu do toàn bộ các nhà đầu tư mất niềm tin khi chủ tịch FLC bán cổ phiếu trái quy định. Theo quy định của pháp luật thì những nhà đầu tư chứng khoán mà thấy rằng là cái hành vi bán cổ phiếu của ông Quyết mà không công bố rồi là không báo cáo ảnh hưởng đến quyền của lợi ích của mình thì các nhà đầu tư hoàn toàn có quyền khởi kiện ông Quyết. Để thứ nhất là nếu thực sự họ có thiệt hại thì yêu cầu bồi thiệt hại. Nếu như ông này mà ông công bố thông tin đàng hoàng thì dứt khoát là cái giá cổ phiếu nó sẽ giảm mạnh các cả. Đấy, thế nhưng vì ông không công bố, đấy, cho nên người ta phải mua cái giá đắt, đúng không? Thế thì bây giờ xử lý như nào với 45% cái người mua mà không được nhận tiền? Thì tôi nghĩ là tôi đưa ra một giải pháp là gọi là để an ủi thôi, tức là với 45% những người mua này thì phải bồi hoàn cho người ta một phần. Tức là bây giờ mình căn cứ vào cái giá tham chiếu của cái ngày mà ông bán và ngày hôm sau thì nó chênh lệch nhau khoảng 6,5%. Đấy, thì với 45% những người mà không được hoàn tiền đấy thì ông Trịnh Văn Quyết phải bồi hoàn chênh lệch cho người ta ở cái mức là tỷ lệ như thế. Hiện nay, khá nhiều nhà đầu tư đã kêu gọi cộng đồng nhà đầu tư đồng lòng làm đơn đề nghị truy tố hình sự ông Trịnh Văn Quyết. Lý do là hành động bán trái quy định đã khiến tất cả các mã chứng khoán liên quan đến FLC như ROT, HAI, KLF, AMD, ART đồng loạt giảm sàn. Khi không có ai mua, tài khoản bị tổn thất nặng nề. Các nhà đầu tư cũng yêu cầu ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nhà đầu tư đã mua cổ phiếu liên quan đến tập đoàn FLC trên thị trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng một tháng sau khi trúng đấu giá lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức bỏ cọc khiến thị trường bất động sản tiếp tục nổi sóng. Để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong thời gian tới, nhiều ý kiến đề xuất cần siết lại các quy định, ví dụ như là nâng tỷ lệ đặt cọc trong hoạt động đấu giá đất hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh, khước từ quyền mua khu đất đã trúng đấu giá. Trước đó, vào năm 2015, doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng từng trúng đấu giá lô đất 23 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 3.000 m², có mức trả giá cuối cùng là 1.430 tỷ đồng. Nhưng sau đó, doanh nghiệp này đã đòi hủy kết quả và không nộp số tiền đã trúng đấu giá. Đến tháng 6 năm 2016, Tân Hoàng Minh lại có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn. Do quá thời hạn quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt. Việc bỏ cọc lần này cũng được dư luận dự đoán trước, nhưng với số tiền cọc lên đến gần 600 tỷ đồng,
khiến nhiều ý kiến cho rằng việc thu xếp tài chính của Tân Hoàng Minh trong vụ đấu giá này hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng. Tiền để mà thanh toán toàn bộ cái giá trị hợp đồng này là hoàn toàn phụ thuộc ngân hàng. Trong khi cái giá nó quá cao, cộng với một số cái sức ép, một số cái bối cảnh khác nhạy cảm, thì ngân hàng sẽ không cho vay vì không có hiệu quả, không có cái biện pháp bảo đảm, không có nguồn thu, sẽ mất an toàn. Cho nên là ngân hàng không cho vay thì không bằng cách nào mà doanh nghiệp có thể là huy động được tiền với số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Từ khi mà nhà nước đã siết chặt cái điều kiện về sử dụng vốn vay thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những doanh nghiệp như Tân Hoàng Minh họ sẽ không có đủ điều kiện để tham gia trả nốt cái phần tiền còn lại. Thì việc mất cọc là chuyện tất nhiên. Tôi thấy rằng là việc đấy là nó là một cái thực tế, và sau này bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia đấu giá thì họ sẽ phải cẩn trọng hơn. Hiện nay, theo luật đấu thầu, khi người thắng đấu giá đầu tiên không trả được tiền, thì sẽ lựa chọn người trả giá cao thứ hai làm người thắng đấu giá. Vì thế, để tránh những trường hợp kích giá ảo thị trường, theo các chuyên gia, cần tăng tỷ lệ đặt cọc đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá. Theo tôi thì quan điểm là nâng từ là cọc càng cao lên, càng cao càng tốt. Bây giờ chúng ta đang để 20%, chúng ta phải nâng lên 30%. Tôi cho rằng là việc đầu tiên là toàn bộ cái tiền mà chúng ta đã đưa ra quy định đặt cọc. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta quy định đặt cọc 30%, thì anh tham gia đấu giá, anh chỉ cần vi phạm luật, đấy, nội quy của đấu giá là anh đã mất ngay cái tiền đặt cọc của anh. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng gây nhiễu loạn thị trường, tạo những hiệu ứng tiêu cực như trong vụ việc của Tân Hoàng Minh vừa qua, những chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình cũng được các chuyên gia đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã chính thức khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông sau 10 năm đầu tư xây dựng. Là tuyến đầu tiên trong 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã được khởi công năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, dự án đã chậm tiến độ 6 năm và đội vốn hơn 9.200 tỷ đồng. Sau nhiều lần lỡ hẹn về đích, ngày 6 tháng 11 năm 2021, dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho Hà Nội để đưa vào khai thác. Qua 2 tháng hoạt động, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã đảm bảo chạy tàu an toàn tuyệt đối, được đông đảo người dân ủng hộ và đón nhận, một phương thức vận tải hành khách công cộng tiên tiến, hiện đại lần đầu có mặt ở Việt Nam. Hiện mỗi ngày đường sắt Cát Linh Hà Đông vận chuyển bình quân hơn 14.900 hành khách. Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hà Nội đánh giá đây là công trình tiêu biểu của thủ đô, là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa. Thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án khai thác vận hành nhằm đảm bảo an toàn, chính xác, triển khai phương án kinh doanh dịch vụ nhằm tận dụng lợi thế thương mại và tăng tiện ích cho hành khách đi tàu. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không tổ chức hoạt động bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, địa phương này khẳng định các hoạt động đón Tết mang tính định kỳ sẽ vẫn được tổ chức như mọi năm. Theo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, từ nay cho đến hết tháng 2 dương lịch, thành phố sẽ có khoảng 18 hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các hoạt động có thể kể đến như triển lãm mừng xuân Nhâm Dần, mừng Đảng Vinh Quang, họp mặt kiều bào, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, chợ hoa trên bến dưới thuyền. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là lễ hội đường hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, theo mong muốn của lãnh đạo thành phố, ngày 27 tháng 2 ngày Thầy thuốc Việt Nam, năm nay dù không phải là năm chẵn, nhưng thành phố sẽ tổ chức tôn vinh lực lượng y bác sĩ đã tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian qua. Chúng ta trong hiện nay dùng sách, nhưng trên tinh thần là ban lễ thì vẫn tham mưu cho lãnh đạo thành phố về các phương án phòng chống dịch để kèm theo với cái hoạt động đó. Và năm nay cũng sẽ trên tinh thần, mặc dù là dùng xanh, nhưng trên tinh thần là làm sao kiểm soát được, làm sao tuyên truyền đến cho người dân thực hiện tốt 5K, làm sao đảm bảo được cái nơi mà người dân đến tham quan, hưởng thụ về cái văn hóa là được an toàn. Tại cuộc họp báo, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay thành phố đã có tổng cộng là 12 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 2 ca có triệu chứng sổ mũi nhẹ, các trường hợp còn lại không có triệu chứng. Đến 3 giờ chiều nay, các ca này đã đều được xuất viện.
Thưa quý vị, tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là tại những vùng khó khăn trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin, thì nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại các địa phương đã bắt đầu phát huy được hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, là một trong những địa bàn khó khăn nhất của địa phương này về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nếu như trước đây, bệnh nhân viêm tụy cấp này buộc phải chuyển lên tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương để điều trị vì tuyến huyện không có đủ khả năng, thì nay bà đã được điều trị ổn định ngay tại Trung tâm Y tế huyện và không phải chuyển tuyến. Thậm chí nhiều ca bệnh khó hơn cũng đã được cứu chữa thành công ngay tại đây. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có 6 bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống. Thì với cái viêm tụy cấp là một những cái nhóm bệnh cấp cứu hàng đầu ở nội khoa rồi. Trước thì chúng tôi đội ngũ cán bộ y tế nó cũng chưa đáp ứng đầy đủ về cái kỹ năng và kinh nghiệm cấp cứu cũng như là các cái phương tiện. Thứ nhất là về một số cái mặt xét nghiệm, đơn vị cũng đã trang bị được những cái xét nghiệm cơ bản để đảm bảo cho cái chẩn đoán. Vấn đề thứ hai về cái công tác điều trị và cấp cứu thì như các chị thấy bệnh nhân đã được đặt cái đường cai tê mạch trung tâm để đáp ứng cái lượng dịch truyền và cũng như theo dõi các cái chỉ số. Thì mấy năm về trước thì những trường hợp này thường là người phải chuyển lên trên hết. Kể từ ngày Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, bệnh nhân này đã rất yên tâm khi điều trị căn bệnh thần kinh và viêm gan của mình ngay tại đây mà không phải đi lên bệnh viện tỉnh. Theo ông, điều này sẽ thuận lợi rất nhiều cho những người bệnh nghèo. Trước là bảo đi bệnh viện thì không có tiền là chịu rồi. Nhưng mà bây giờ sang đến nơi nó gần hơn mà nó tiện, nó tiết kiệm được bao nhiêu là thứ cho những cái gia đình không có điều kiện. Trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tiếp nhận khoảng 300 đến 350 lượt khám chữa bệnh với 98% bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Để thu hút bệnh nhân, trong những năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Nhờ đó, nhiều ca bệnh khó trước đây không thể điều trị thì nay đã được xử lý can thiệp kịp thời, cứu sống nhiều ca bệnh nặng, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trong cái bối cảnh dịch bệnh rất là phức tạp, người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng rất là ngại khi phải di chuyển lên tuyến trên, thì chúng tôi đã áp dụng tối đa vấn đề là hội chẩn liên tuyến, đặc biệt là với tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Áp dụng kỹ thuật chuyên sâu và mời chuyên gia của tuyến tỉnh và tuyến trung ương về thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu tại trung tâm. Ví dụ như là những cái phẫu thuật chuyên sâu như của tuyến giáp này, của hệ tiết niệu như là tán sỏi trực qua da, tán sỏi ngược dòng, tán sỏi bằng ống mềm, và đã thực hiện cái kỹ thuật này thành kỹ thuật thường quy tại trung tâm. Việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực của y tế tuyến huyện đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, từ đó giảm áp lực cho các bệnh viện trung ương và giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhân nặng.